người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Thì đối với phân khúc laptop gaming tầm trung, Acer Nitro 5 đã là một cái tên quá quen thuộc. Sơ sơ tính từ đầu năm đến bây giờ thì đây là mẫu Nitro 5 thứ 4 hay là thứ 5 gì đấy mình được cầm trên tay rồi. Và mỗi lần thì một mẫu Nitro 5 mới ra thì Acer luôn biết cách làm mới sản phẩm của mình để đưa đến cho người dùng những trải nghiệm mới nhất. Và lần này thì Acer Nitro 5 A51557 sẽ có gì? Thay đổi lớn nhất chắc chắn là phải là về phần thiết kế. Mặc dù hầu như mẫu Nitro 5 nào cũng giống nhau về ngoại hình bởi tính nhận diện thương hiệu, nhưng mà có vẻ như lần này thì Acer đã chơi lớn hơn một chút khi đã bỏ ngay màu đỏ đặc trưng trên chữ Acer ở phần logo này và thay vào đó là màu đen bao phủ toàn bộ bề mặt của máy. Nhưng mà màu đen này thì không hề đơn điệu một chút nào cả, vẫn có logo Acer chính giữa này. Ngoài ra thì các đường cắt xung quanh bề mặt cũng đem lại sự khỏe khoắn, năng động, trẻ trung và còn khá là ngầu với màu đen lì này nữa. Phần khe thoát gió tản nhiệt này thì vẫn được Acer bố trí ở dưới với tông màu là đỏ đen quen thuộc. Thì được trang bị ở đây là hệ thống quạt kép này, 4 khe thoát gió tản nhiệt xung quanh kết hợp cùng với công nghệ là Acer Chromeboost và ứng dụng là Nitrosyn, thì các bạn có thể dễ dàng theo dõi nhiệt độ này và điều chỉnh được hệ thống tản nhiệt, giúp hiệu suất của máy tăng nhanh hơn là 30% so với RTX 2060 ở phiên bản mới này. Ở đây thì ở với phiên bản này, Acer đã nâng cấp lên đó chính là RTX 3060 kết hợp cùng với cả là Intel Core i5-11400H, RAM 8GB thì có thể nâng cấp tối đa lên thành 32GB, 512GB SSD. Và với mức cấu hình này thì riêng với 3060 các bạn đã đủ sức để chơi tất cả các tựa game hiện nay. Chưa kể đến là với một cấu hình mạnh như thế này thì có lẽ là đối tượng Acer hướng đến không chỉ là game thủ mà còn là những ai làm về thiết kế đồ họa này, sáng tạo nội dung cũng rất là phù hợp. Và để test cho các bạn xem thấy được hiệu năng thì mình đã lắp thêm vào là một thanh RAM 8GB nữa và cùng xem qua hiệu năng của Acer Nitro 5 mới nhất này nhé. Sau phần test game vừa rồi thì các bạn cũng có thể thấy được là nhiệt độ của máy khá là thấp này. Acer Nitro 5 vẫn luôn tự hào về hệ thống tản nhiệt của mình. Hầu hết các tựa game mình test đều ở mức là max setting, mức FPS thì luôn ổn định và không có hiện tượng drop. Thì với các tựa game nặng hơn một chút thì mình thấy là FPS không cao lắm nhưng mà vẫn giữ được ở mức độ ổn định vì 16GB RAM thì đã đủ cung cấp cho băng thông hệ thống hoạt động rồi. Thì với một mức cấu hình cao như thế này mà còn hướng đến cả những người làm về sáng tạo nội dung nữa thì đương nhiên màn hình của Acer cũng phải đẹp. Màn hình này thì là màn hình 15,6 inch này, Full HD này, tấm nền IPS này, tần số quét là 144Hz cực kỳ ổn khi chơi game, nhất là với các tựa game có độ FPS cao thì tần số quét là 144Hz sẽ rất là mượt. Ở đây thì chất lượng hiển thị khi đo đạc cũng ổn khi đạt 100% sRGB, 89% Adobe RGB, 72% NTSC, 95% DCI-B3. Các nhu cầu liên quan đến làm việc về màu sắc này, edit video này, thiết kế thì với thông số như ở trên thì gần như là màu sắc sẽ chuẩn với độ sai lệch màu khá là thấp thì các bạn có thể làm việc được trên Acer Nitro 5. Acer Nitro 5 thì sẽ được trang bị là bàn phím LED RGB 4 vùng, có thể điều chỉnh các thiết lập màu sắc và nhiều hiệu ứng dễ dàng ngay trên phần mềm Nitrosyn được tích hợp sẵn ở trên phần bàn phím. Cụm phím như là WASD và 4 phím điều hướng thì được làm nổi bật hơn này, cùng với phím cách được thiết kế lớn hơn giúp cho việc chơi game của các bạn sẽ dễ dàng hơn. Vì là laptop gaming thế nên là phần touchpad sẽ có trải nghiệm vừa đủ, trong trường hợp là các bạn không có chuột, các bạn vẫn nên sử dụng chuột rời để mang lại trải nghiệm chơi game tốt nhất. Về phần cổng kết nối thì chúng ta sẽ có cổng kết nối được đặt ở cổng nguồn được đặt ở đằng sau này. Các cổng còn lại sẽ được đặt ở hai bên máy, sẽ bao gồm là một cổng HDMI, một cổng USB Type-C hỗ trợ Thunderbolt, 3 cổng USB Type-A, 1 cổng mạng LAN RJ45 và 1 jack audio combo. Cuối cùng đó chính là về chế độ bảo hành. Thì với phần lớn những anh em khi mua laptop gaming thường rất là ngại về vấn đề bảo hành.
Không như PC gaming, có thể tháo rời những linh kiện cần bảo hành và thay thế các linh kiện đó trong thời gian chờ đợi. Laptop gaming thì luôn phải mang cả chiếc máy đi, thì điều này có thể ảnh hưởng tới tiến độ công việc của anh em. Với chính sách bảo hành là 3S1 siêu nhanh trong vòng 3 ngày kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật, quá 3 ngày một đổi một sản phẩm mới có giá trị tương đương hoặc là cao hơn cực kỳ tiện lợi. Đặc biệt hơn nữa thì Acer sẽ cam kết là sản phẩm mới này cũng sẽ đổi tương đương một đổi một cho các trường hợp là không hoàn thành bảo hành trong vòng 3 ngày tính từ lúc nhận sản phẩm. Và với tiêu chí luôn nghĩ cho khách hàng của Acer thì tất tần tật về các chính sách bảo hành này, link sản phẩm này và các chương trình khuyến mại mình sẽ để ngay phần link phía dưới phần mô tả để cho mọi người có thể click vào. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.